Xin chào quý khách, hôm nay Yoshi Việt Nam xin giới thiệu quý khách dòng máy sấy thực phẩm có model là DVS10. Với dòng sản phẩm này thì của thương hiệu Đức Việt. Dòng sản phẩm này thì được thiết kế khung hoàn toàn làm bằng inox 2.1 và khay thì được sử dụng bằng khay inox 304. Ở bên trên của máy thì nó sẽ có hệ thống điều khiển và hiển thị. Thì ở đây là hệ thống điều khiển, nó sẽ cũng bao gồm là một công tắc nguồn và có hai chiếc áp, một chiếc áp thời gian và một chiếc áp nhiệt độ. Thì với cái công tắc nguồn này, khi mà chúng ta sử dụng, chúng ta cắm điện nguồn vào này và bật cái công tắc ngược lên trên, nó hiển thị bóng đèn xanh là chúng ta chỉ cần bật chiếc áp thôi. Ở đây giải chiếc áp nhiệt độ của nó sẽ từ 40 cho đến 90 độ. Thì bật cái bóng đèn xanh này lên là chúng ta sử dụng là ngoài 15 tiếng, ngoài mình bắt đầu trên 15 tiếng thì chúng ta sẽ sử dụng cái chiếc áp này. Thì khi mà máy nó chạy thì bao sản phẩm nó được thì chúng ta sẽ tự động ra tắt. Còn mà khi mà chúng ta sử dụng cái chiếc áp thời gian thì nó sẽ có giải thời gian từ 1 cho đến 15 tiếng, chúng ta bật ngược xuống cái bóng đèn đỏ và vặn điều chỉnh thời gian này và vặn điều chỉnh nhiệt độ. Thì là ở đây là thời gian ví dụ để 5 tiếng thì sau 5 tiếng là máy sẽ tự động tắt. Và cái nhiệt độ này thì nó sẽ cứ đạt nhiệt độ, nó sẽ tự giảm xong nó sẽ tự động bật lại. Còn ở phần bên sâu trong của máy thì nó sẽ có tích hợp là 10 khay sấy. Ở bên ngoài thì chúng ta có thể nhìn thấy là có cái kính cường lực chịu nhiệt và kính này là kính trong để giúp chúng ta có thể nhìn vào cái sản phẩm của chúng ta đang trong quá trình sấy nó đã được hay chưa. Khi mà mở ra thì chúng ta có thể nhìn sâu ở bên trong này, có 10 khay sấy của inox 304. Khay nó kích thước nó rất là to. Thì với cái dòng sản phẩm này thì có kích thước là 420 × 545 × 380 mm và sử dụng điện áp là 220V và số khay là 10. Với cái diện tích sấy là 1.56 m² và cái giải thời gian là từ 1 cho đến 15 tiếng, giải nhiệt độ là 90 độ C. Và dòng sản phẩm này thì có công suất là 1000W và được bảo hành trong vòng 12 tháng. Ở cái dòng sản phẩm này thì nó sẽ có tích hợp là một cọc sấy nhiệt và có một quạt hút và thổi để cho cái thực phẩm của chúng ta nó được điều hòa tốt hơn và nó sẽ nhanh chín hơn. Đây là sử dụng công nghệ đối lưu. Và khi mà chúng ta sấy thì chúng ta có thể là để ngược cái phần khay lên, nó sẽ có cái gờ này, thì sản phẩm chúng ta để lên trên cái phần này thì nó sẽ không bị trôi ra ngoài. Nếu mà quý khách mà có nhu cầu mà sử dụng đến sản phẩm hoặc là có nhu cầu muốn tham khảo về sản phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại miền Bắc là 0912 863 364 và số điện thoại miền Nam là 0868 998 663 và số điện thoại của miền Trung là 0928 207 007. Hoặc quý khách có thể truy cập vào website sản phẩm.doxy.vn để có thể biết thêm thông tin chi tiết của sản phẩm. Cảm ơn quý khách.